Xin nhắc lại sơ về định nghĩa tần suất, cơ chế bệnh sinh và phân loại của GERD. Phần chính ngày hôm nay là em sẽ nói về phần cập nhật điều trị GERD và cuối cùng là nói về cái GERD kháng trị. Thì từ năm 2013 đó thì theo cái hiệp hội tiêu hóa của Mỹ thì GERD đó họ định nghĩa là những cái triệu chứng hay là những cái biến chứng mà do những cái chất mà bên trong dạ dày trào ngược vào thực quản, hầu họng hay phổi. Thì những chất bên trong dạ dày này thì đa số là axit nhưng mà cũng có thể có những cái chất khác, cho nên có thể là cái dịch mật vân vân hoặc là pepsin vân vân. Nhưng mà từ năm 2017 đó thì theo cái tổ chức tiêu hóa toàn cầu, theo cái guideline của họ thì họ định nghĩa GERD là những triệu chứng phiền toái và đủ để làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, hoặc là nó gây tổn thương hoặc gây biến chứng mà do các chất ở trong dạ dày trào ngược vào thực quản, hầu họng và hoặc là đường hô hấp. Thì nó có một cái tí xíu khác so với là cái cũ hồi năm 2013, có nghĩa là giờ, nếu mà không có tổn thương ở trên thực quản luôn nhưng mà chỉ cần những triệu chứng đó đủ gây phiền toái thì cũng thể định nghĩa là GERD rồi. Thì cái tần suất của GERD hiện nay á, cái định nghĩa thì mấy em chỉ cần lưu ý như thế này nè, tại vì cái trào ngược thực quản nó có cái trào ngược sinh lý nha. Thì bình thường mình vẫn có những cái triệu chứng của trào ngược, nhưng mà nếu cái triệu chứng này nó không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thì mình không gọi là bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Chữ GERD là định nghĩa là bệnh trào ngược, chữ D phía sau là disease đó. Thì mình không gọi là bệnh trào ngược dạ dày thực quản chỉ khi nào những cái triệu chứng nó gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thôi, hoặc là những cái triệu chứng có thể là bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì hết nhưng mà khi mình soi thực quản mình thấy có những cái dấu hiệu của cái viêm thực quản trào ngược, ví dụ như viêm thực quản trào ngược hoặc là Barrett hoặc là chích hẹp do cái chất axit trào lên. Tất cả những cái biến chứng đó, hoặc là ở vùng hầu họng nó gây LPA, tức là trào ngược thanh quản họng, hoặc gây hen phế quản vân vân, tất cả những cái triệu chứng đó mà nó gây ra do cái chất trào axit lên đó, thì nó cũng gọi là trào ngược dạ dày thực quản. Như vậy trong cái phần định nghĩa này á, nó rõ ràng là tại vì hầu hết tí nữa mình sẽ trình bày tiếp như vậy, nếu mà so dạ dày ra bình thường á, so dạ dày ra bình thường thì không loại trừ bệnh trào ngược dạ dày thực quản nha, tại vì đa số nó sẽ so ra bình thường. Rồi mình tiếp. Thì cái tần suất hiện giờ ở Việt Nam chưa có số liệu rõ ràng, mà cái tỷ lệ GERD á thì ở Bắc Mỹ là khoảng 27,8%, châu Âu 25,9%, Đông Á 7,8%. Hơn gần một nửa người Mỹ trưởng thành là có triệu chứng của GERD. Thì về cái cơ chế bệnh sinh thì đến bây giờ người ta vẫn đồng thuận với những cơ chế cổ điển cho đến năm 2021 luôn. Thì cái cơ chế đầu tiên là cái sự bất thường của cơ thắt thực quản dưới, thì nó nếu mà có sự giãn bất thường hoặc là sự giảm trương lực của cơ thì nó sẽ làm cho cái dịch trong dạ dày nó dễ trào ngược vào thực quản. Cái cơ chế thứ hai là cái hiện tượng là có cái sự phá vỡ cấu trúc giải phẫu của chỗ nối dạ dày của thực quản trong cái tình trạng thoát vị hoành. Cơ chế thứ ba là chậm làm trống dạ dày, và cái tăng áp lực ổ bụng mà thường gặp ở người phụ nữ có thai hoặc là béo phì nó cũng làm cho cái chất bên trong dạ dày nó chậm tiêu hóa và nó làm tăng cái áp lực, nó đẩy cái chất bên trong dạ dày lên. Và cái cuối cùng cái cơ chế là cái acid pocket, là một cái túi acid lớn và gần cơ hoành. Thì ở người bình thường người ta cũng có cái túi acid, nhưng mà đối với người GERD thì một số cái bệnh nhân GERD họ có cái acid pocket nó lớn hơn bình thường và nó gần cái tâm vị, cho nên là bệnh nhân sẽ bị triệu chứng của GERD. Và đối với những cái ca này đôi khi điều trị sẽ hơi khó khăn, bởi vì cái này nó do nó bất thường cái cấu trúc giải phẫu một chút xíu. Thì đó là những cái cơ chế mà đến bây giờ người ta vẫn đồng thuận là gây ra triệu chứng của GERD. Thêm chút xíu thôi. Mình có hai cái cơ thắt, một cái cơ thắt thực quản trên và một cái cơ thắt thực quản dưới. Thì cái cơ thắt thực quản trên là chủ yếu nó chống cái trào ngược lên cái vùng đường hô hấp trên, họng nó hít vào trong phế quản vân vân, thì nó có cái vai trò rất là lớn đối với những cái trào ngược gọi là vào trực thanh quản họng, tức là trào ngược ở lên trên cao. Còn cái cơ thắt thực quản dưới thì nó chịu trách nhiệm đối với những cái trào ngược ở thực quản, thường là 1/3 thực quản dưới. Thì cơ thắt thực quản này thì bình thường khi mình ăn mình nuốt vào thì nó sẽ mở ra cho thức ăn nó đi xuống, và khi thức ăn nó xuống tới dạ dày rồi nó sẽ đóng chặt lại để dạ dày bóp nó không có trào lên. Thì ở những cái người này cơ thắt thực quản dưới này nó cái đóng nó không có kín, đóng không kín có thể là nó bị giãn bất thường hoặc nó giảm trương lực, có nhiều nguyên nhân lắm, mà thường là có một phần cái căng thẳng cũng có nè, liên quan đến thuốc men cũng có nè, rất là nhiều cái yếu tố. Thức ăn của mình cũng sẽ có những cái thức ăn nó làm ảnh hưởng đến cái áp lực của cơ thắt thực quản dưới, nó gây ra cái hiện tượng là
hiện tượng trào ngược do cái giãn cái cơ thấp thực quản dưới thoáng qua, nó có những cái giãn cơ thấp thực quản dưới thoáng qua, những cái mức độ nó sẽ cao hơn. Nó nằm đó, nó nằm ở hai bên, mình có cái cơ hoành để nó hỗ trợ cho cái thấp thực quản, nó cơ thấp thực quản dưới là hai bên cơ hoành này. Bây giờ em thấy ví dụ như trường hợp mà nó bị thấp cơ thấp thực quản dưới, nó bị đẩy lên trên này thì nó không còn được hỗ trợ bởi hai cơ hoành nữa, do đó nó phá vỡ cái cấu trúc dễ bình thường, nó làm tăng quá trình trào ngược. Kế tiếp là những trường hợp mà mình dạ dày nó giãn chốc lát ra ha, nó rất là chậm, hoặc là bệnh khó tiêu chức năng chẳng hạn, nó làm chậm vòng trống dạ dày, thì như khi mà nó chậm thì nó sẽ ứ lại, và khi dạ dày nó bóp thì nó trào lên cái mức độ nhiều hơn thì nó cũng làm. Và như như mình nói là cái áp lực ở bụng cũng vậy, thường sau cũng có hai những người mập bụng á, thì những người rất là dễ có cái nguy cơ trào ngược lên. Bên cạnh đó là có vai trò của axit. Mình làm slide giống y slide của chị á, mình tham khảo của chị hả? Dạ à, dạ em có tham khảo thêm. Dạ tiếp tiếp đi mình. Thì cái phân loại và gọt á, thì em cũng tham khảo của chị, với lại nhưng mà em cũng có đọc cái phần bản full của nó luôn. Thì cái định nghĩa của Montreal 2006 á, thì nó chia gọt ra làm gồm có hai cái hội chứng, là cái hội chứng mà gọt mà có các hội chứng gây ở tại thực quản và các hội chứng ngoài thực quản. Cái hội chứng tại thực quản thì lại chia làm hai nhóm nữa, là hội chứng mà có cái triệu chứng, và cái hai nữa là cái hội chứng mà có cái tổn thương của thực quản. Có nghĩa là cái hội chứng mà có triệu chứng á, thì bệnh nhân thì có triệu chứng vô, đôi khi so thực quản ra nó vẫn bình thường. Thì cái triệu chứng mà cái hội chứng mà có triệu chứng thì cái thường là cái triệu hội chứng mà có cái thực quản điển hình, triệu chứng thực quản điển hình á, như là gồm có ở trớ và ở nóng. Còn cái thứ hai là có hội chứng đau ngực do trào ngược. Thì rất là dễ nhầm với lại những cái nhồi máu cơ tim hoặc là đau thắt ngực. Còn cái nhóm hội chứng ở thực quản nhưng mà có tổn thương thực quản thì thường nội soi vô thì mình có thể thấy được những cái biểu hiện của cái viêm thực quản do trào ngược, chiết hẹp thực quản, Barrett thực quản, hoặc là cái ung thư biểu mô thực quản. Còn cái nhóm mà hội chứng mà biểu hiện bên ngoài thực quản hiện giờ người ta thấy là có sự liên hệ rất là rõ ràng với lại GERD, là cái hội chứng ho do trào ngược, hội chứng viêm thanh quản do trào ngược, hội chứng hen do trào ngược, và các hội chứng mòn răng do trào ngược. Còn một số những cái bệnh khác mà người ta hiện giờ người ta đang nghi ngờ có thể nó có liên quan đến GERD là cái nhóm mà viêm thanh quản, viêm xoang, sơ hóa phổi vô canh, và cái viêm tay giữa tái đi lại. Pharyngitis là viêm họng. Alo. Cái đầu tiên mà chữ pharyngitis là viêm họng chứ mà viêm thanh quản. Dạ. Một cái viêm họng. Viêm xoang, viêm sơ hóa phổi vô canh, và cái viêm tay giữa tái đi tái lại. Cái chỗ này mấy em chỉ cần để ý thôi ha, mình có nhiều chuyên khoa thì mình phải để ý. Tức là trong đối với cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản, nó chia làm hai chỗ, một bên là tại thực quản, triệu chứng của tại thực quản, một bên là ngoài thực quản. Thì tại thực quản thì có những cái triệu chứng thì nó gọi đầu tiên là hội chứng trào ngược điển hình á, với hai cái triệu chứng rất là điển hình là ở trớ và ở nóng, nhưng mà không phải đơn giản là mình khai thác được đâu. Có cái hội chứng đau ngực do trào ngược, thì cái đau ngực do trào ngược này á, thì hiện nay á, gần đây thì người ta một số cái tổ chức họ xếp cái hội chứng đau ngực do trào ngược nó qua cái nhóm gọi là hội chứng ngoài thực quản, một số họ xếp qua hội chứng ngoài thực quản. Còn cái hội chứng ngoài thực quản thì mình chú ý vào cái nhóm mà có mối liên quan rất là rõ ràng mà gặp rất rất là thường gặp, đó là cái ho, cái hội chứng ho, một cái viêm thanh quản do trào ngược, hay là còn gọi là hội trào ngược thanh quản họng LPA, hoặc là hen ha, và một cái hội chứng bào mòn răng. Thì ba cái đầu là ba cái thường gặp nhất, thì những cái này tôi không chia cho đưa mấy em trình bày, nhưng mà những cái này là những cái bài tôi trình bày rất là nhiều trong những cái báo cáo gần đây á. Thì sắp tôi có thể gửi bài cho các em, nếu mình có thời gian thì mình để ý tới, còn không thì mình chỉ tập trung vào những cái chính thôi. Dạ. Nhà tới phần mà cập nhật điều trị GERD, thì cái nguyên tắc điều trị GERD thì hiện giờ là vẫn là vậy, thì nguyên tắc cơ bản vẫn là cái can thiệp lối sống, giảm axit trong lòng thực quản. Gì rồi mấy em còn nghe tôi nói không vậy? Mà trường hợp. Dạ em nghe cô. Dạ. Alo. Alo cô nghe không cô? Sao mà không? Sao đứng người ta? Em vẫn nghe chị Minh nói thì mình nghe. À, em nghe không thân.
Đúng rồi, em nghe chị Minh nói không, hình như sao, nghe sao nghe cô trả lời mất cái chi tường không có gọt lên sao đó, em biết chị cô ơi, con nghe không cô? Hình như chị tường bị chị bị ao rồi. Chị đang nhắn vào group này. Khoan, mình lùi lại, hồi nãy chị bị rớt mạng ra ngoài. Mình chiếu lại. Rồi mình chiếu tiếp đi. Sắp tới là em xin nói về phần cập nhật điều trị gọt. Thì cái sao em không nói phần điều phần triệu chứng, tại vì nhiều bạn không phải là chuyên khoa tiêu hóa, họ không biết triệu chứng đâu. Họ không biết triệu chứng là cái gì đâu, họ không biết triệu chứng, họ không biết chẩn đoán gọt bằng cách nào đâu. Thì bây giờ để sơ cái phần này là mình hãy giờ mình đang nói có phần điều trị hả? Dạ, tại vì hôm nay bài của em cập nhật điều trị nên em nói điều trị là chính không ạ. Dạ. Để thôi, chị nói sơ lược về cái triệu chứng cho các bạn nghe rồi sẽ gửi bài các bạn sau ha. Về triệu chứng thì mình có cái triệu chứng điển hình và những cái triệu chứng khác. Thì triệu chứng điển hình ở nóng và ở trớ. Còn các triệu chứng khác thì đôi khi nó có đau thượng vị, đầy bụng, nuốt khó, nuốt đau, buồn nôn, tiết nước bọt. Những cái triệu chứng do tăng tiết nước bọt, triệu chứng cảm giác vướng cổ họng ha, cảm giác đắng miệng vân vân, nó rất là nhiều triệu chứng. Nhưng mà gọi là triệu chứng điển hình là khi có triệu chứng điển hình mình có thể điều trị luôn á. Thì cái triệu chứng điển hình của cái ở nóng tiếng Anh nó gọi là heartburn á, là nó có cảm giác nóng rát ở vùng mũi ức nha, vùng mũi ức, tức vùng thượng vị mũi ức, và nó lan lên cổ. Nó thường cảm giác nóng rát rất là khó chịu, thường là nó xảy ra sau bữa ăn, nhất là những cái bữa ăn quá no, ăn chất chua cay ha, ăn chocolate nhiều dầu mỡ hoặc uống rượu bia. Hoặc là những cái động tác mà sau khi tập thể dục, hoặc khi nằm, hoặc đặc biệt là những cái động tác yoga mà mấy em gặp cúi người á, thì nó xuất hiện các triệu chứng này. Và nó nặng hơn khi tư thế nằm ngửa, đặc biệt là nằm nghiêng bên phải nha. Nằm nghiêng bên phải là tư thế thế là nó trào ngược nhiều nhất. Hoặc là những cái tư thế ngồi cúi ra phía trước. Và khi có những cái triệu chứng này thì bệnh nhân dùng antacid thì nó có thể giảm. Thành ra khi mấy em hỏi có ở nóng hay không, người ta không có biết đâu. Mấy em phải hỏi ra là có những chứng nóng rát về sau xương ức hay cảm giác nóng rát như lửa đốt hay gì không, thì là triệu chứng ở nóng. Thứ hai là triệu chứng trớ, tiếng Anh nó gọi là regurgitation. Triệu chứng trớ là sao? Trớ là giống như là có sự trào ngược thức ăn trong dạ dày lên vùng hầu họng, nhưng mà không phải là nôn. Nó giống như mấy đứa nhỏ mà sau khi cho bú á, hoặc cho ăn mà mấy em không có vác lên cho nó ở, mấy em cho nó nằm xuống thì mấy em thấy thế trớ thức ăn lên, nó không phải nôn mà nó trớ thức ăn lên. Và bệnh nhân có cảm giác là nó chua hoặc cảm giác nóng, có thức ăn đó có thể là chua, có thể là nóng, có thể là đắng ha. Hoặc là ngay cả những cái thức ăn mà nó không có tiêu luôn, chứ mình không có ói nha, tự nhiên nó trào lên thôi. Và nó cũng nặng hơn khi tư thế cúi hoặc là những cái tư thế vận động làm tăng áp lực ổ bụng. Đó là triệu chứng, nhưng mà người ta nhận thấy rằng cái triệu chứng gợt điển hình á, nó có cái độ nhạy là khoảng 70% và độ đặc hiệu 67% thôi trong cái chẩn đoán gợt. Có nghĩa là vẫn có một số bệnh lý khác không phải là gợt nhưng nó có cái triệu chứng điển hình. Ví dụ như achalasia, tức là co thắt tâm vị, thì nó có ở nóng cũng khoảng 1/3, hoặc viêm thực quản gia tăng bạch cầu ái toan, ở nóng cũng khoảng 1/3. Và những cái nguyên nhân khác như viêm thực quản do thuốc, do xạ trị, do thuốc, đặc biệt là thuốc NSAID nha, kháng nonsteroid. Và một cái mình rất là sợ nữa là ung thư thực quản nha, ung thư thực quản. Và cái ở nóng chức năng nó thuộc vào trong cái nhóm mà rối loạn tiêu hóa chức năng á, cái này nó hơi khó. Cái triệu chứng chức năng, ngoài ra nó còn có những cái triệu chứng ngoài đường hô hấp, ví dụ ngoài thực quản liên quan đến trào ngược thanh quản họng, ví dụ như khàn tiếng, khàn hắn, ho kéo dài. Một cái triệu chứng mà em thấy bên tai mũi họng là cảm giác lobus, tức là cảm giác vướng ở họng, một cái cục gì ở họng bệnh nhân rất là khó chịu. Bệnh nhân đi khám rất là nhiều ha, mà bệnh nhân cảm giác nghẹn nữa, là cảm giác đau họng, tức là những cái triệu chứng liên quan đến cái trào ngược tới thanh quản họng. Và vấn đề chẩn đoán á, thì cái tiêu chuẩn vàng của mình nó vẫn là cái đo pH monitoring, tức là đo pH monitoring. Tức là mình xem thử là cái nó có những cái thông số là cái thời gian mà đưa thời gian mà pH á, mà nó dưới 4 cao lên á, bao nhiêu á, thời gian axit, có thể ta thấy rằng cái sự tiếp xúc với axit với các triệu chứng nó có mối liên quan hay không, nó có những cái thông số để nó giúp mình chẩn đoán xác định là có gợt. Nó có những cái phần pH monitoring, nếu mình đo thông thường á thì mình chỉ đo được cái trào, chỉ nhận được cái trào ngược do axit thôi. Nhưng nếu mình làm cái pH monitoring gọi là kháng trở impedance thì mình sẽ thấy được luôn cái trào ngược của nó là acid hay là acid yếu hay là nó là chất kiềm, rất là chất kiềm. Và đó là cái tiêu chuẩn vàng. Nhưng mà thực tế hiện nay á,
ở chỉ có ở Hà Nội á, thì mình có được cái pH monitoring thôi, chứ ở hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh của mình với miền Trung thì chưa có. Do đó mình tự chẩn đoán gộp, nó dựa vào cái triệu chứng điển hình, một cái test, nó gọi là test PPI. Cái test PPI có nghĩa là khi mà có triệu chứng điển hình mà không có triệu chứng báo động nha, nhớ là không có báo để mình loại trừ ung thư á. Nếu có triệu chứng báo động thì phải luôn luôn soi dạ dày rồi, chứ nếu không soi không được. Không có triệu chứng báo động mà có triệu chứng gộp điển hình thì mấy em có thể điều trị bằng PPI thử. Thời gian điều trị thử của nó có thể là 4 đến 8 tuần, hoặc một số guideline lên đến 12 tuần, liều chuẩn một lần một ngày. Nếu bệnh nhân đáp ứng tốt thì coi như đó là gộp. Để mà chính xác hơn thì nó có một cái bộ câu hỏi, nó có một câu hỏi là quy gợp, bộ câu hỏi là quy gợp. Tuy nhiên nó vẫn có những cái hạn chế, một số có địa hạn chế, thì cái quy gợp này nó dựa vào cái thang điểm và nó cho điểm, thì tôi sẽ gửi bài cho mấy em coi. Ví dụ thang điểm như thế nào thì chẩn đoán chắc chắn là gợp, cái nào thì không chắc chắn là gợp. Về cái nội soi tiêu hóa thì nó chỉ có là giá trị như thế này. Nội soi tiêu hóa thì chỉ có khoảng 20-30% thì mấy em có thể phát hiện được cái sang thương là gọi là viêm thực quản trào ngược, mà nó hay ghi là Los Angeles LAABCD đó. Khoảng 10% là Barrett thực quản. Barrett thực quản tức là cái niêm mạc của cái thực quản, cái tế bào vảy lát tầng của thực quản nó bị thay thế bởi cái niêm mạc ruột á. Là những cái người mà những cái Barrett là những cái nơi có nguy cơ ung thư thực quản á, thì khoảng 10%, còn lại mấy em nhớ rằng là 70-80%, tức là khoảng là hơn 2 phần 3 bệnh nhân gợp hoàn toàn không có bất thường trên hình ảnh nội soi, nhớ nha. Thành ra không có ai nói chẩn đoán gợp bằng nội soi hết, mà chẩn đoán nội soi nó có vai trò thứ nhất là nó phát hiện những biến chứng của gợp, thứ hai nữa nó loại trừ những cái nguyên nhân khác gây ra triệu chứng của gợp, chứ nó không giúp để chẩn đoán gợp nha. Thành ra nội soi hoàn toàn không có. Còn cái thử nghiệm gọi là PPI trial á, thì người ta nói rằng nếu mà cái PPI trial này á, mà nó áp dụng cho những bệnh nhân có triệu chứng điển hình không có triệu chứng báo động mà nó đáp ứng á, thì coi như có thể có là gợp, nhưng mấy em nhớ cái độ nhạy độ đặc hiệu không có cao. Tuy nhiên nếu PPI trial mà âm tính, có nghĩa là em thử PPI mà bệnh nhân không đáp ứng, thì mấy em không được loại trừ gợp, tức là nó không giúp loại trừ gợp mà nó sẽ giúp cho em xác định gợp thôi nha. Và người ta nhận thấy rằng là ở những bệnh nhân á, ở những bệnh nhân mà có PPI trial, bệnh nhân ở nóng nha, mà PPI trial nó thì nó chỉ có độ nhạy khoảng 71%, tuy nhiên cái độ đặc hiệu của nó khoảng 50% thôi, so với kết hợp giữa nội soi và đo pH thực quản. Thì đó là những cái nó giúp cho mình để mình có cái bước điều trị, và nó sẽ có một cái đồng thuận Lyon năm 2018 tháng, thì trong này nó có bằng chứng xác định, bằng chứng nghi ngờ, bằng chứng ủng hộ và bằng chứng loại trừ. Đối với bằng chứng xác định là những cái viêm thực quản trào ngược, nếu em soi ra em thấy có viêm thực quản trào ngược, đặc biệt là độ C và độ D, thì chắc chắn 100% ca này có trào ngược ha, hoặc là có Barrett đoạn dài, hoặc là có hẹp thực quản, đó là bằng chứng xác định trên nội soi nha. Còn nếu mà dựa vào cái pH thực quản 24 giờ thì mấy em phải xem cái thời gian tiếp xúc với axit. Nếu cái thời gian tiếp xúc với axit ở thực quản nó vượt trên 8% thì coi như đó là có hiện tượng trào ngược. Ngoài ra những cái viêm thực quản mức độ A và B mà mình nghĩ là chắc chắn là trào ngược thì nó chỉ coi như là một cái bằng chứng nghi ngờ thôi. Nhưng mà thường lâm sàng mấy em chỉ cần soi ra thấy viêm thực quản thì coi như ca này trào ngược ha. Tức là họ sẽ dựa vào nội soi pH kháng trở để tạo xác định là có được cái chưa có được cái pH và pH trở khác. Do đó mình không có tiêu chuẩn vàng, mình dựa vào triệu chứng. Em sẽ dựa vào triệu chứng, dựa vào PPI test, dựa vào nội soi ha. Nội soi nếu nó có những cái sang thương mà nó liên quan đến vấn đề do trào ngược thì mình sẽ giúp chẩn đoán. Rồi đó là nói sơ về chẩn đoán để các em đọc bài mà em hiểu. Bây giờ tiếp đi mình. Dạ, còn về phần cập nhật điều trị gợt thì đầu tiên là em sẽ nói một cái nguyên tắc điều trị gợt là trước. Nguyên tắc điều trị gợt thì cái quan trọng đầu tiên đó là can thiệp cái lối sống bệnh nhân. Thứ hai là giảm axit trong cái lòng thực quản, và cuối cùng nếu mà những cái điều trị nội và những can thiệp lối sống mà không hiệu quả, vẫn bệnh nhân vẫn thấy phiền toái á, thì mình sẽ chỉ định phẫu thuật hoặc là những cái phương pháp mà can thiệp nội thực quản thông qua nội soi. Và hiện nay đang dần có sự thay đổi rất là lớn, tại vì ngày càng có những báo cáo tăng về những phản ứng có hại khi mà dùng PPI lâu dài, và những cái phương pháp fundoplication application á, thì người ta hiện nay giảm rõ việc dùng những phương pháp này, và hiện nay đang có sự gia tăng những phương pháp điều trị nội thực quản thông qua nội soi. Thì cái này em lấy từ cái nguồn của Gut and Liver và cái xu hướng điều trị gợt hiện nay 2018.
Thì trong cái cổn gợt and liver đó, đó thì nó có cái bảng là những cái phương pháp và điều trị gợt hiện nay, thì chính là vẫn điều chỉnh lối sống nè, nội khoa nè, phẫu thuật, và những cái điều và cái điều trị hiện giờ nó đang raise lên là cái điều trị nội thực quản đó, là cái endolumino, em dịch vậy không biết đúng không nữa, nghĩa là cái điều trị nội thành đó, là vậy. Cái điều cái việc cái nhóm mà điều chỉnh lối sống đó, thì trong một cái nghiên cứu evidence based năm 2006 thì người ta kết luận là cải thiện những cái phương pháp như là ngừng hút thuốc lá nè, rượu, sô cô la, cà phê, cam chanh hay bạc hà hay thức ăn cay đó, mà kiêng những này á, và để cải thiện gọt thì bằng chứng rất là yếu và không có chứng cứ. Trong một nghiên cứu của Jacobson và cộng sự năm 2009 thì người ta và của Fujiwara và cộng sự 2012 thì người ta đã kết luận là béo phì là yếu tố nguy cơ gây ra và làm nặng thêm gợt. Cái nghiên cứu này được tiến hành trên 10.545 phụ nữ và cho thấy rằng là giảm cân nó xem giảm cái thời gian mà axit tiếp xúc với thực quản. Cái thứ hai, người ta kết luận được là điều chỉnh lối sống mà liên quan đến giấc ngủ sẽ giúp cải thiện triệu chứng gợt, lành loét thực quản và hiệu quả đối với gợt về đêm rất là nhiều, và nên nâng cao chất lượng cuộc chất lượng giấc ngủ. Lúc trước thì mình chỉ cứ nghĩ là cái điều chỉnh lối sống liên quan đến giấc ngủ và nâng cao đầu giường, không ăn sớm, không ăn trễ trước 3 tiếng khi đi ngủ, nhưng mà giờ là cái giấc ngủ sâu và giấc ngủ tốt á, thực hành qua cái sleep hygiene nó cũng sẽ làm triệu chứng gợt giảm rất là đáng kể. Vậy khi mà cái giấc ngủ tốt nó sẽ ức chế cái việc giãn thoáng quang của cơ thắt thực quản dưới, và họ kết luận là tránh những cái danh sách kim khem quá mức đối với bệnh nhân gợt. Như vậy kết luận là hiện giờ chỉ có hai cái mà điều chỉnh lối sống mà người ta công nhận, đó là giảm cân và điều chỉnh thói quen liên quan đến giấc ngủ, như là nâng cao đầu giường, tránh ăn trước khi ngủ 3 tiếng là có hiệu quả đối với gợt thôi ạ. Trong cái phần điều chỉnh lối sống á, điều chỉnh lối sống thì thực sự thì các bác sĩ họ khuyên rất là nhiều thứ. Đối với bệnh nhân thì mỗi bệnh nhân nó sẽ liên quan đến một số thức ăn riêng biệt, thì từ bệnh nhân họ sẽ nhận ra thôi. Nhưng mà khi người ta làm một cái tổng hợp gọi là systematic review hoặc là meta analysis á, mà dựa vào những cái chứng cứ á, thì người ta cũng giống như mình nói là nó chỉ có một số vấn đề nhớ lá thì là một số cái rộng thì lá là bệnh nhân cũng phải ngừng hút lá, hút lá đó cũng ảnh hưởng. Cái việc còn cái vấn đề về giấc ngủ là nó vấn đề quan trọng nhất, thì tôi cũng có một cái bài về liên quan đến vấn đề gợt và giấc rối loạn giấc ngủ, tức là nó là một cái mối quan hệ nhân quả. Nếu mà gợt nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ ha, mà giấc ngủ nếu mà giấc ngủ không sâu thì nó sẽ làm cái gợt nặng hơn, mà không phải là do triệu chứng gợt nó làm cho nó xuất hiện mất ngủ đâu, bệnh nhân mất ngủ đâu, mà bản thân trong giấc ngủ nếu có cái trào ngược không điển hình, tức là bệnh nhân thức dậy luôn rồi sau đó bệnh nhân mới có triệu chứng. Và khi bệnh thân nhất dậy như vậy là do hiện tượng là giãn cơ thắt thực quản mà nó trào axit lên, và khi nó trào axit lên thì nó sẽ kích thích cái não của mình, cái não của mình tỉnh dậy để nó tạo ra một cái nhu động thực quản để nó tống axit luôn xuống dưới, và lúc đó thì bệnh nhân mới bắt đầu có triệu chứng, chứ không phải là bệnh nhân có triệu chứng mất ngủ. Mà ngay cả bệnh nhân đang ngủ nếu nó có trào axit lên dù không triệu chứng thì nó cũng làm cho bệnh nhân tỉnh giấc và lúc đó nó mới xuất hiện triệu chứng. Đó là những cái cơ chế người ta nhận thấy liên quan đến giấc ngủ. Do đó bây giờ trong cái điều chỉnh lối sống, một trong những cái gợt là em phải cải thiện giấc ngủ, và một trong những thuốc mà người ta thấy có thể sử dụng được là cái melatonin nha mấy em. Cái melatonin người ta thấy rằng là nó có cái hiệu quả cải thiện giấc ngủ và cải thiện luôn cả cái triệu chứng của cái gợt. Thành ra đối với những bệnh nhân này thì em phải để ý, nếu mà cái ngủ không có ổn định thì cái gợt nó sẽ không có ổn định đâu. Thành ra em sẽ thấy có những cái trường hợp nó trào ngược lên, nó không có triệu chứng, nhưng mà tại khi mình soi vào mình đã thấy có những cái barret, tức là chứng tỏ nó trào lên axit trong khi ngủ, nó không có triệu chứng và bệnh nhân không có biết nữa. Thì mình sẽ có cái vấn đề điều trị những cái bệnh nhân mà liên quan đến giấc ngủ, bắt buộc mấy em phải điều trị theo cái hướng làm sao để cho nó giảm cái trào ngược vào ban đêm trước khi đi ngủ, bằng cách những cái nâng cao đầu giường. Cái nâng cao đầu giường ở đây mấy em phải nhớ nè, một số toa bác sĩ khi đi ra cái ghi là nằm cao đầu là nó sai, kê gối cao hoặc là ghi là kê gối cao, đặc biệt một số bác sĩ tai mũi họng in luôn cái toa dưới là gợt, do đó phải kê gối cao. Thì nằm cao đầu là nằm như thế nào đó, là tí nữa mình sẽ chiếu cái hình này lên để thấy mình nằm cao đầu, kê cao đầu giường, có nghĩa trường hợp mình không có cái gối á, thì mình lấy cái cục gạch á mình kê cái đầu giường lên, hoặc là nằm ghế bố, hoặc là nằm kiểu như nằm võng vậy đó, tức là cả cái người mình nó nâng lên luôn khoảng 15 độ, tức là lên khoảng từ 15 đến 20cm nha. Mình nói tiếp đi mình. Đó là ăn buổi tối thì nhớ là ăn cắt cánh, tránh cái trước khi đi ngủ ít nhất là 3 tiếng đồng hồ. Rồi mình nói tiếp.
Nói tiếp đi mình ơi. Alo, Minh ơi. Minh ơi, Minh em nói đi, Minh mở mic ra, Minh chưa mở mic. Dạ mọi người nghe em không ạ? Em Nghe không rồi ạ, phải không ạ? phát ra mất tiêu rồi. Alo cô còn nghe không cô? Nghe nghe. Dạ. Đó thì cái em nói sâu về cái điều chỉnh lối sống một chút, thì cái điều chỉnh lối sống của mình á, là sẽ là tránh ăn trễ trước cái khi đi ngủ là 3 tiếng, và cái nâng cao đầu giường là như cái hình này. Thì hiện giờ ở thị trường Việt Nam mình là cũng có bán những cái gối điều trị gợt rồi, thì cái mình sẽ không nâng theo cái kiểu mà chỉ có cái đầu nâng lên thôi, thì nó sẽ gây đau cổ vai gáy thoái hóa cột sống cổ. Thì có những cái cách nằm như vậy, và khi nằm mình cố gắng là nghiêng ở cái phía bên trái tốt hơn. Thì khi nghiêng bên trái thì dạ dày ở nằm dưới thấp, thì những cái chất trong dạ dày nó sẽ khó trào ngược vào thực quản. Còn nếu khi nghiêng bên phải thì thấy dạ dày ở nằm bên trên, và những chất trong dạ dày nó sẽ dễ trào ngược vào thực quản hơn. Và khi đi ngủ thì tắt đèn. À, và cuối cùng là cố gắng tối đa những cái gì mà ảnh hưởng giấc ngủ của mình, thì đó là cái sleep hygiene, cố gắng nâng cao cái chất lượng giấc ngủ. Thì đó là cái về điều chỉnh lối sống mà hiện giờ người ta công nhận. Bắt đầu về điều trị nội khoa hiện giờ thì có những thuốc chính mình vẫn cần được mình sử dụng. Thứ nhất là cái anginate, PPI, ức chế thụ thể H2, antacid, sucralfate, prokinetic và cái baclofen. Thì về cái anginate á, thì trong một cái nghiên cứu meta analysis năm sao nó không thấy được cái này ta, mất từ năm bao nhiêu đó em có làm mà nó che mất tiêu. Cái meta analysis năm 2017, 217. dạ, thì người ta nghiên cứu rằng ta thấy rằng là cái anginat nó hiệu quả hơn placebo và antacid trong cái điều trị gọt. Nó hiệu quả hơn khoảng từ 4,5 đến 5 lần. Và cũng trong cái nghiên cứu này người ta thấy rằng là khi mà so sánh với lại PPI hay là ức chế thụ thể H2 á, thì anginat nó ít hiệu quả hơn. Nhưng mà cái hình ảnh này ta thấy rằng cái quả trám nó vẫn còn dính nước số 1 vô. Thì hiện giờ là trong cái nghiên cứu này cho thấy là không có ý nghĩa thống kê. Về PPI hiện giờ là PPI là cái thuốc chính điều trị gợt. PPI hiện giờ thì có những cái chế và chế những cái thế hệ mới như là lanzo, omeprazole, rabeprazole. Thì cái nghiên cứu và cái hiệu quả của PPI trong cái NOD á, nghĩa là cái trào ngược mà không có tổn thương thực quản, không có vết loét thực quản á, thì người ta kết luận rằng là bệnh nhân NOD đáp ứng với PPI kém hơn đối với bệnh nhân bị loét thực quản. Đây là cái nghiên cứu năm 2004. Có một cái nghiên cứu meta-analysis lớn năm 1997 về cái tốc độ lành loét và giảm triệu chứng của gợt độ 2, độ 4 á, thì người ta là kết luận là PPI giảm triệu chứng gợt tốt hơn cái kháng thụ thể H2 rất là nhiều. Trong một nghiên cứu về system review của Cochrane năm 2007 á, về cái điều trị nội khoa trong cái xử trí mà viêm thực quản ngắn hạn do trào ngược á, thì người ta kết luận rằng PPI tốt hơn với ức chế thụ thể H2 cộng với prokinotic. Prokinotic không tốt hơn placebo trong lành loét thực quản, và PPI vượt trội hơn tất cả thuốc khác trong cái việc điều trị gợt từ triệu chứng cho đến lành loét thực quản, ngăn ngừa tái phát và viêm thực quản. Nên cái PPI hiện giờ vẫn là cái thuốc chính trong điều trị gợt của mình. Nhưng mà trong một cái meta analysis năm 2001 đó, khi mà người ta nghiên cứu và cái tốc độ lành và cái tỷ lệ tái phát của gợt khi mà điều trị những cái PPI mới như là lanzo, rabe và banto so với cái cũ như là ome, rani và placebo, thì người ta là có một kết luận rằng á là những cái PPI mới hiệu quả nó cũng tương đương như một cái cũ là cái omeprazole trong nghiên cứu này, trong việc kiểm soát triệu chứng ngợ nóng, lành loét thực quản và tỷ lệ tái phát. Và tất cả các PPI trong nghiên cứu này đều có kết quả tốt hơn ranitidine. Một cái nghiên cứu meta-analysis mới mới hơn năm 2006 á, về cái so sánh giữa esomeprazole với những cái PPI khác á, thì người ta kết luận rằng là esomeprazole là một cái thuốc mới hiện giờ mình xài rất là nhiều, là cái Nexium á, thì nó lại cải thiện lâm sàng lành loét không đáng kể so với omalizumab và pantoprazole. Và tất cả các PPI dường như trong họ dùng từ là maybe đều có hiệu quả như nhau trong 8 tuần. Một cái nghiên cứu năm 2012 về cái deslanzoprazole là cái PPI phóng tức chậm á,
thì nó tương đương cái liều, nó là kiểm soát triệu chứng rất là tốt, nó tương đương với cái liều chuẩn BBI khác mà hai lần một ngày mình sử dụng, cần dùng một lần một ngày cái dexlansoprazole mà thôi. Và người ta nghiên cứu và cái mức độ hiệu quả và dung nạp của những cái liều khác nhau của BBI và các thể S2 trên GERD á, một cái meta analysis nữa năm 2017 á, thì người ta lại khuyến cáo là cái esomeprazole liều 40mg ngày nên là cái điều trị đầu tiên first line khi mà điều trị GERD 4 đến 8 tuần. Dạ thì cái này em cũng xin ý kiến của cô, tại vì em thấy nhiều cái nghiên cứu thì người ta rất là ủng hộ cái thằng mà BBI mới, nhưng mà những cái nghiên cứu mà em thấy với lại trong cái tài liệu mà cô nó phải tham khảo thì nó lại cứ nói là những cái BBI này trong hiệu quả ngắn hạn nó khá là như nhau quá cô. Thì nói chung á là cái BBI nó có hai thế hệ, một cái thế hệ đầu tiên là omeprazole với pantoprazole, một cái thế hệ thứ hai á là thế hệ rabeprazole với là esomeprazole. Thì đã trong các cái hướng dẫn điều trị á, thì họ không phân biệt mình muốn xài có cái nào thì xài cái đó, nhưng mà thực sự ra thì mỗi cái PPI á thì nó sẽ có cái thời gian đưa pH dạ dày trên 4, nó có cái thời gian trung bình của pH 24 giờ nó khá khác nhau, và cái hiệu quả của đợt này nó tùy thuộc vào hai cái, tức là thời gian để đưa pH dạ dày trên 4 là nó có dài hơn không, hoặc là cái thời gian cái pH trung bình, cái nào mà cái pH trung bình cao nhất á, thì cái đó nó hiệu quả hơn. Thì thực sự cái hiệu quả nó chênh lệch không quá nhiều. Ví dụ như người ta nhận thấy là thế hệ thứ hai là rabeprazole và esomeprazole á, thì cái thời gian pH trên 4 nó cao nhất, và cái pH trung bình 24 giờ nó cũng cao nhất. Giữa rabe và iso thì nó không khác biệt nhiều. Rabe thì họ tính cái liều 420, còn iso là họ tính cái liều 40. Thành ra hầu như trong lâm sàng hiện nay á, thì khuynh hướng của tôi là tôi chọn cái nhóm thế hệ thứ hai. Và ngay cả trong cái điều trị ức chế bơm proton á, thì người ta nghiên cứu người ta cũng thấy rằng là cái hai cái thuốc thế hệ thứ hai này nó đều có cái hiệu quả đẩy cái pH thực quản lên trên 4, cao hơn với thế hệ thứ nhất. Do đó nó cũng là được chọn lựa trong cái phác đồ điều trị H. pylori thì tùy mình thôi. Nhưng mà thông thường là khi tôi xài á, thì tôi sẽ xài hai thế hệ này, là hai cái thuốc này là chính, còn ít khi xài những thứ kia mà thực sự thực tế lâm sàng rất là yếu mà. Là nếu mà em xài hàng chính hãng thì còn đỡ nha, chứ mấy em xài hàng mà hàng generic nó còn yếu dữ nữa. Đó là một đặc điểm rất là hay như vậy nè. Cái đáp ứng của PPI á, mỗi bệnh nhân nó sẽ khác nhau. Mỗi bệnh nhân nó sẽ khác nhau, mấy em phải đổi liên tục. Có bệnh nhân này á, nó lại không đáp ứng với esomeprazole mà nó lại đáp ứng với ome. Có bệnh nhân á, là nó lại đáp ứng với rabeprazole, không đáp ứng với esomeprazole. Tức là ta nói rằng là cái đáp ứng PPI nó không giống nhau, các loại PPI trên một bệnh nhân không giống nhau. Cái thứ hai nữa là gì, cùng một loại thuốc trên một bệnh nhân, nhưng thời điểm này thì nó đáp ứng mà đợi thời điểm khác nó không đáp ứng. Thành ra cái kinh nghiệm điều trị của mình là gì, cái toa thuốc của bệnh nhân, mình coi cái bệnh nhân này đã uống những thứ gì rồi, và khi tới mình thì mình nên chọn một cái thuốc khác, một cái PPI nhóm khác. Thứ nhất là nó làm cho cái tinh thần bệnh nhân, thứ nhất là mình có đánh vào vấn đề về mặt tâm lý. Bệnh nhân họ thấy cái thuốc giống là họ sẽ ngầm hiểu giống như là nó không có hiệu quả. Thành ra mình nên chọn một loại PPI khác ha, hoặc là trong quá trình mình điều trị 8 tuần, 12 tuần mình thấy có một loại PPI đó rồi, cái bệnh nhân nó xuống tới cái bác sĩ này cũng sai. Nguyên tắc á, là đổi thuốc chỉ sau ít nhất là 8 tuần lễ, nhưng mà đôi khi bệnh nhân đến khám của em 4 tuần mà em thấy không có hiệu quả thì em nên đổi cái PPI khác đi. Chứ đúng guideline là phải 8 đến 12 tuần. Nha, và thường thường á, những cái ca mà nặng á, mấy em thấy đa số ở dưới mà nó sử dụng những cái hàng generic không hiệu quả rồi thì thôi đổi thành em. Chi phí nó sẽ mắc. Nhưng mà khuynh hướng của tôi là tôi vẫn nghiêng về cái nhóm thế hệ 2 nhiều hơn. Dạ rồi, em sẽ nói tiếp về cái, nếu mà cái dùng BBI thì mình phải để ý thêm một cái vấn đề nữa là về cái kiểu hình xếp 2C19. Thì người ta thấy rằng là những cái PPI á, là nó sẽ chuyển hóa qua gan, qua cái men này, thì đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh khả dụng của cái thuốc. Mà riêng trong đó thì cái thằng rabeprazole á, thì 80% của nó là nó sẽ chuyển hóa qua con đường không có non-enzymatic thioste. Thì chính vì vậy cái rabeprazole là cái hiệu quả là rất cao trên bệnh nhân thực quản trào ngược mà lại không bị ảnh hưởng bởi kiểu hình xếp 2C19. Thì trong cái bài báo về hiệu quả của đa hình và gen ảnh hưởng đến dược động học và dược lực học của những cái PPI, thì bài báo này người ta viết cho thấy rằng là cái rabeprazole, còn cái haprazole thì em chưa thấy bao giờ, thì nó cho hiệu quả lâm sàng rất là tốt vì nó ít ảnh hưởng bởi kiểu hình xếp 2C19. Thì rabeprazole cũng là một cái thuốc
thuốc mà xài trên lâm sàng em thấy đáp ứng rất là tốt ạ. Trong một cái nghiên cứu và cái hiệu quả điều trị của brabazon 10 mg một ngày á, trong cái viêm thực quản giao trào ngược là không bị ảnh hưởng bởi kiểu hình xếp 2 C19 năm 2006 thì người ta kết luận là 2006 người ta kết luận là brabazon có hiệu quả là rất cao trên bệnh nhân viêm thực quản trào ngược và hầu như là không bị ảnh hưởng bởi kiểu hình xếp 2 C19. Thì khi sử dụng PPI á, thì đó là bài thuốc mình sẽ biết, mình sẽ lựa chọn những thuốc như thế. Nhưng mà để tối ưu hóa cái việc PPI trong cái điều trị thành công và GERD á, thì mình sẽ phải làm những cái bước sau. Thứ nhất là điều chỉnh lối sống là bắt buộc đối với GERD. Thứ hai là mình phải để ý đến cái việc tuân thủ bệnh nhân. Tại vì đôi khi mà bệnh nhân không có uống hoặc là uống quên thuốc hoặc là bỏ thuốc mà uống không đầy đủ, nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều trị rất là nhiều. Cái thứ ba mình phải chú ý là cái thời điểm mà bệnh nhân dùng thuốc như thế nào. Mình có thể cân nhắc cái việc chia cái liều PPI trong ngày ra hoặc là chuyển thành cái PPI khác. Cái tuân thủ và cái thời gian dùng thuốc á, thì mình phải dùng PPI 30 phút trước bữa ăn. Đối với những cái việc mà mình, nếu mà mình dùng PPI chia làm hai lần một ngày á, thì mình nên dùng 30 phút trước ăn sáng và 30 phút trước ăn bữa ăn cuối ở trong ngày. Thì đó là cái cách mà mình tối ưu hóa cách dùng PPI. Thứ hai nữa là mình chia cái liều PPI ra. Thì trong một cái nghiên cứu 2012 về cái liều dùng mà brabazone 10 mg mà 4 lần một ngày á, thì nó sẽ giảm đáng kể cái nồng độ axit trong dạ dày hơn là việc dùng brabazone 20 mg 2 lần một ngày hoặc là 40 mg một lần một ngày. Họ kết luận rằng á, là chia brabazone 4 lần một ngày thì mỗi lần 10 mg á, sẽ nâng cái pH dạ dày lên 6,6 liên tục trong 24 giờ thì nó sẽ kiểm soát pH dạ dày rất là tốt. Tuy nhiên là họ kết luận rằng là cái kiểu mà điều trị này thật sự là rất khó tuân thủ. Thì cái này trên thực tế mình xài như thế nào? Cái brabazone cái brabazone nói chung á là mình bám sát cái guideline thôi. Tất cả các guideline hiện nay trên thế giới nói chung nó đều khuyến cáo đối với điều trị GERD nó có hai bước. Hoặc là mấy anh làm step up hoặc là mấy anh làm step down. Step up có nghĩa là từ liều thấp không đáp ứng tăng lên liều cao, hoặc step down từ liều cao giảm xuống liều thấp. Thì hiện nay á, khuynh hướng chung của toàn thế giới á, các guideline đều khuyến cáo mình xài kiểu step up, tức là khởi điểm luôn luôn là sử dụng PPI liều chuẩn một lần một ngày, uống trước 30 phút. Hôm bữa nói với em cách uống PPI rồi đúng không, uống từ 30 phút đến 60 phút trước bữa ăn đầu tiên. Nếu phải uống hai lần thì trước bữa ăn đầu tiên và bữa ăn cuối cùng trong ngày. Nói bữa ăn đầu tiên nghĩa là sáng thì mình sẽ trưa uống PPI là phải ăn sau ít nhất 30 đến 60 phút, bắt buộc bệnh nhân phải ăn, chứ không có ăn là thuốc nó sẽ tác dụng rất là yếu, nó cái hiệu quả nó không có tốt. Cơ chế như thế nào chúng ta sẽ đọc sau, nhưng mà trước mắt là khởi đầu bằng liều chuẩn một lần một ngày. Tuy nhiên thực tế là gì, thực tế là mấy em hãy sử dụng không phải là hàng brand, mấy em xài những cái hàng Việt Nam hoặc hàng Ấn rất là rẻ trong bảo hiểm y tế. Thì đôi khi mình xài liều một lần một ngày liều chuẩn mình không thấy có hiệu quả gì hết, thì có thể là mấy em lúc đó mấy em có thể xem xét sử dụng luôn hai lần một ngày, tức là sáng một viên chiều một viên. Còn những cái tình huống mà đã điều trị trước đó rồi, mình thấy bác sĩ trước đó đã cho một lần một ngày rồi mà không có hiệu quả, thì mấy em có thể xem xét tiến hành hai lần một ngày. Nhưng khởi điểm bắt đầu tất cả guideline đối với một bệnh nhân mới đến với mình thì vẫn là một lần một ngày liều chuẩn. Liều chuẩn là liều như thế nào thì mấy em biết rồi ha. Mấy em coi thêm isomeprazole liều chuẩn, thực sự isomeprazole liều chuẩn chỉ có 20 mg thôi, nhưng mà một số trong guideline, một số sách vở thì nó coi cái liều chuẩn của isomeprazole trong điều trị GERD là lên 40 mg. Liều chuẩn của ome là 20, lansol là 30, panto là 40, rabeprazole là 20 mg. Tuy nhiên đối với những trường hợp mà GERD mà có cái biểu hiện trên nội soi là cái viêm thực quản trào ngược thì người ta nghiên cứu người ta thấy rằng sử dụng PPI hai lần một ngày thì hiệu quả làm lành cái tổn thương của cái GERD do trào ngược mà có biểu hiện viêm thực quản trào ngược á, thì cái hiệu quả của nó tốt hơn là sử dụng một lần một ngày. Đó là những cái để mình xem xét mình điều trị thôi. Em nhớ cách uống của PPI nha, nhớ cách uống của PPI là uống khi trước khi ăn 30 đến 60 phút trước bữa ăn đầu tiên hoặc cuối cùng trong ngày. Và nhớ là sau đó phải ăn, và trong thức ăn của mình phải có chất đạm. Chứ buổi sáng nhiều lúc á mình uống vô sau đó mình ăn một miếng bánh mì hoặc một miếng xôi thì cái khả năng mà nó ức chế bơm proton nó sẽ kém ha. Mình phải có chất đạm vô nó mới kích hoạt được cái bơm proton ha, nó mới kích hoạt được cái tế bào thành sang dạng hoạt động và nó huy động bơm proton ra ngoài thì mình mới ức chế được. Và cái ức chế của bơm proton của PPI là ức chế vĩnh viễn, ức chế không hồi phục.
Do đó mặc dù mình thấy thời gian bán hủy đó rất là ngắn, nhưng mà cái PPI thời gian bán hủy có khoảng 30 phút, tối đa là 1-2 giờ thôi. Nó thời gian bán hủy tối đa của nó rất là ngắn. Thời gian bán hủy của nó là trung nó khoảng 2 tiếng, 2 tiếng đồng hồ là tối đa. Nhưng mà em thấy mình uống có một lần một ngày thôi. Lý do là nó ức chế cái bơm proton không hồi phục. Do đó mà cái thời gian nó gọi là cái thời gian có hiệu quả, thời gian mà kéo dài nó có thể lên đến 8 tiếng đồng hồ nha, nó có thể lên đến 8 tiếng đồng hồ. Do đó mình có thể uống một lần một ngày. Còn những trường hợp mình ức chế không đủ thì mình phải tăng lên 2 lần một ngày. Còn mình chia liều là sao? Chia liều là mình thêm liều hoặc chia liều là đối với những cái tình huống mà em thấy bệnh nhân này có triệu chứng về ban đêm quá nhiều đi ha. Triệu chứng về ban đêm quá nhiều đi thì có thể là mình chia ra một nửa buổi sáng, một nửa buổi tối ha. Nó có một cái là switch to another PPI là vậy đó. Cũng một cái PPI, đôi khi cùng thế hệ luôn, nhưng mà em uống cái PPI nào không hết, em chuyển qua PPI khác nó lại hết. Thành ra người ta gọi là optimization, là tối ưu hóa PPI. Trong đó nó có một cái bước là mình switch, mình chuyển sang một cái loại PPI khác nha. Đôi khi bệnh nhân nó trước đó nó uống Nexium không hết, cái mình xài Rabeprazole, Rabariate, mình xài một thời gian, cái bệnh nhân mình thấy nó bắt đầu nó hết chịu hết rồi, một phần về tâm lý, cái mình quay ngược lại Nexium nó lại hết. Nó như vậy đó, thành ra trên một thuốc đó, trên một người bệnh nó đã khác nhau rồi, mà trên những người bệnh khác nhau nó lại càng khác nhau nữa. Thành ra người ta trong tất cả guideline họ không khuyến cáo mình nên chọn cái PPI nào hết ha. Trong tất cả guideline họ chỉ nói PPI nói chung thôi. Còn cái Rabeprazole mà 4 lần một ngày á, thì một số nghiên cứu họ thấy vậy thôi, chứ thực sự trên thực tế mình không có xài hết. Tuy nhiên nó rất là mắc tiền, một viên Rabeprazole 10mg nó bằng giá 20mg. Và uống 4 lần, 4 lần em mới nghĩ em thử uống một lần cái PPI, ngay cả tôi mà tôi uống tôi không tuân thủ. Tức là sáng dậy uống 30 phút sau mới được ăn. Nó làm nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình rất là nhiều. Bây giờ 4 lần mà canh 4 lần ăn mà để uống nữa nó rất là khó khăn. Nhất là mình ăn chung trong gia đình nữa. Thành ra đôi khi nó rất là khó. Uống sau ăn nó rất là dễ nha. Nhưng mà uống trước ăn cực kỳ khó. Mình thử đi rồi mình sẽ thấy là cái tuân thủ bệnh nhân, nếu mình dặn không kỹ á, thì bệnh nhân rất là khó có tuân thủ uống trước ăn ha. Rồi tiếp đi Minh. Minh ơi mở tiếng ra Minh ơi. Minh. Rồi em mở rồi. Dạ, nó tự tắt. À, dạ. Trong một cái nghiên cứu của đa trung tâm năm 2016 trên tạp chí JAMA, họ về cái bơm PPI ức chế PPI sử dụng và trong cái nguy cơ bệnh thận mãn nè, nó làm tăng nguy cơ bệnh thận mãn. Trong một nghiên cứu quan sát 2016 nó có liên quan giữa cái PPI với lại cái một cái nguy cơ và cái dementia là gì, không có tiền ạ. Sa sút trí tuệ. Dạ, sa sút trí tuệ. Chính vì vậy nên là trong những cái thập kỷ vừa qua thì những cái ấn bản mà người ta nêu lên về cái việc tác dụng phụ của dùng PPI lâu dài á, nó có nhiều những cái tác dụng phụ, ví dụ như là bệnh nhân bị thiếu magie, thiếu vitamin B12, nó làm tăng nguy cơ của cái viêm ruột, tiêu chảy, và nhiễm cái Clostridium difficile, cái loãng xương, gãy xương. Và nhiễm và nhồi máu cơ tim, bệnh thận mãn và sa sút trí tuệ. Những cái nghiên cứu gần đây thấy rằng là có tăng cái tỷ lệ của cái suy thận mãn thứ phát sau một cái viêm vi cầu thận cấp ở bệnh nhân sử dụng PPI, và cái nguy cơ này càng ngày càng cao hơn nếu bệnh nhân sử dụng 2 lần một ngày so với sử dụng PPI 1 lần một ngày. Và những cái bất nhưng mà chính vì vậy nên bệnh nhân nên dùng cái liều PPI thấp nhất mà có hiệu quả, có thể kiểm soát được triệu chứng của bệnh nhân, hơn là cái việc là mình có thể dùng PPI thoải mái. Nên phải dùng cái liều mà thấp nhất mà có hiệu quả cho cái việc điều trị PPI là cái lời khuyên cuối cùng mà những cái nghiên cứu này người ta đưa ra. Đối với PPI á thì nó có năm 2019 thì nó mới đưa ra một cái bảng, nói chung là em mà đếm á, ngồi mà đếm ra là nó có mười mấy 20 cái tác dụng phụ khi sử dụng PPI kéo dài. Thế nào gọi là sử dụng PPI kéo dài? Kéo dài là từ 3 tháng trở lên á, trên 12 tuần á trở lên là gọi là kéo dài. Thì nó có rất là nhiều, nhưng mà trong đó nó có cái mối liên quan nhân quả, tức là người ta chứng minh được cái mối liên quan nhân quả đó là tổn thương thận cấp, đó là những cái thay đổi về cấu trúc và chức năng của niêm mạc dạ dày. Những cái trường hợp này mấy em sẽ thấy đôi khi soi vào á, em sẽ thấy dạ dày bị viêm teo nha, viêm teo. Thứ hai nữa là dạ dày nó có mọc những cái polyp tăng sản, cứ mọc polyp cắt xong mọc nữa, đó là mấy cái đôi khi em phải để ý những cái polyp
tại sao mở dạ dày nó có polyp cứ bập hoài là do sử dụng PPI. Thứ ba, mối tương quan nhân quả rất là rõ nữa là nhiễm trùng đường ruột. Nhiễm trùng đường ruột, bệnh nhân này có những cái triệu chứng đau bụng và tiêu chảy ha, nhiễm trùng đau bụng và tiêu chảy. Và đôi khi á mình cắt PPI á, là bệnh nhân hết, hoặc là bệnh nhân đang đau dạ dày, viêm dạ dày cho thuốc một thời gian bệnh nhân xuất hiện thêm em đó là IBS, mà thật sự cái IBS đó là do cái nhiễm trùng đường ruột. À, lúc đó mình chỉ cần ngưng PPI, mình bổ sung cái men thì thôi, là lúc đó bệnh nhân sẽ bớt tiêu chảy. Một cái nhóm thứ hai là nhóm có bằng chứng mà khá là thấp, tức là mối liên quan nhân quả nó có nhưng bằng chứng khá là thấp, đây là tổng kết 2019 thôi nha. Là đó là giảm magie, giảm canxi, giảm vitamin B12 và nhiễm Clostridium difficile. Cái nhóm thứ ba là nhóm bằng chứng nó chưa tìm nhưng mà thấy rất là cũng có rồi, đó là bệnh thận mãn, đó là sa sút trí tuệ, đó là ung thư dạ dày, đó là liên quan ảnh hưởng những biến cố tim mạch, viêm phổi, còn có viêm phổi mắc phải trong bệnh viện, còn viêm phổi cộng đồng mà mắc phải trong bệnh viện, xương gãy xương. Ha. Nhưng mà mình phải coi được cái nguy cơ của nó, tức là cái nguy cơ của nó đến mức độ nào, thì hầu hết các nguy cơ nó chỉ mức ở khoảng 0.2 thôi, theo OR, tức là tăng lên khi cơ khoảng 2 lần thôi. Chỉ trừ cái viêm đường ruột do vi khuẩn là nguy cơ, nếu mà nhiễm Clostridium difficile một lần thì lần sau nó có thể tăng nguy cơ lên gấp 3. Và kế tiếp là viêm phúc mạc do vi khuẩn tự phát, thì bệnh nhân sơ gan mất bù. Mấy em sử dụng PPI kéo dài liều cao thì nguy cơ nó tăng gấp 3 lần. Nhớ sợ nhất là trên bệnh nhân sơ gan, mấy em tin sơ gan hay có đau dạ dày, mấy em xài PPI phải rất là cẩn thận vì nó tăng nguy cơ nhiễm trùng, đặc biệt là viêm phúc mạc tự phát. Thì cái này nó có trong cái bài của tôi, thì tôi sẽ gửi cho mấy em xem cái này. Nói tóm lại thì sẽ có, đối với cái hiệp hội của Canada nó mới đưa ra một vấn đề là vấn đề giảm liều hoặc là giảm bậc đối với sử dụng PPI. Nó sẽ có một cái bài benefit, tức là những cái tiện lợi và những cái bất lợi khi sử dụng PPI kéo dài. Và họ chỉ cho phép sử dụng PPI kéo dài đối với những tình huống nào. Thứ nhất, trên bệnh nhân có nguy cơ viêm lét xuất huyết, trên bệnh nhân sử dụng NSAID kéo dài. Thứ hai là trên bệnh nhân gợt, đặc biệt là những cái gợt mà gây barret thực quản, nó có PPI kéo dài. À, tức là những cái tình huống rất là đặc biệt mình mới sử dụng PPI kéo dài thôi, thường là hai tình huống đó thôi. Chứ ít những cái tình huống khác mình không nên sử dụng PPI kéo dài. Và mình nhớ là khi bệnh nhân đáp ứng rồi thì mình sẽ giảm liều xuống và duy trì. Sau đó mình sẽ sử dụng lại khi bệnh nhân có triệu chứng. Thì hiện tại thì em thấy rất là nhiều, ngay cả các xuất huyết não hoặc là đột quỵ, stroke, nó vẫn thấy có tăng nguy cơ đó. Nhưng mà cái chứng cứ của nó mà để rõ ràng thì tới thời điểm này nó cũng chưa có rõ ràng. Chỉ có một số cái mình nhớ này, ba cái mà nó rõ ràng nhất, đó là tổn thương thận cấp, đó là thay đổi về cấu trúc chức năng của niêm mạc dạ dày, và thứ ba là nhiễm trùng đường ruột, là ba cái đã được chứng cứ rất là rõ ràng nha. Tại vì hiện nay người ta vẫn mới thấy thiếu cái độ mạnh của evidence, nó không có mạnh này. Thứ hai, nó không có một cái sự consistency, tức là có sự hằng định giữa các nghiên cứu, nó cũng thiếu nữa. Nó thành ra mình cũng để ý khi mình cho sử dụng PPI, thì em để ý đặc biệt trên bệnh nhân sơ gan thì mình rất là cẩn thận ha. Còn vấn đề liều lượng như thế nào, giảm liều như thế nào, sơ gan thì sao, suy thận thì sao, người lớn tuổi thì sao, thì mấy cái đó là mình sẽ, mấy em cũng phải biết để mình cho thuốc. Dạ, còn cái thuốc kháng thuốc thể H2 thì hiện giờ cái vị trí của nó và cái việc mà điều trị cái gợt về đêm rất là quan trọng. Thì trong cái nghiên cứu của Taban vào năm 2004 đó, thì cái việc mà thêm vào cái thuốc thể H2, kháng thuốc thể H2 sẽ kiểm soát được các triệu chứng mà trào ngược về đêm, triệu chứng sẽ cải thiện đến 52%. Thì này gọi là cái này nó gọi là cái breakthrough, tức là bùng phát axit về đêm, tức là những cái bệnh nhân này á buổi tối á, nó cứ bị trào ngược lên rất là dữ dội, đặc biệt là đang ngủ nó trào lên, bệnh nhân phải ngồi dậy đi tới đi lui hoặc phải nằm đầu cao hoặc phải ngồi luôn, bệnh nhân không có ngủ được. Mặc dù em đã sử dụng 2 lần một ngày PPI rồi, tức là đã sử dụng sáng một viên, tối trước khi ngủ một tối một viên trước khi ăn tối rồi mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng, thì lúc đó mấy em sẽ thêm theo ức chế thụ thể H2 vô. Ức chế thụ thể H2 thì hiện nay là ranitidine là không xài rồi, mình còn famotidine, nizatidine, chỉ còn famo với nizatidine thôi. Thì mấy em sẽ cho một viên uống. Cách uống của ức chế thụ thể H2 là uống vào buổi tối trước khi đi ngủ, nhớ nha, uống vào buổi tối trước khi đi ngủ, không uống cùng với PPI vì nó sẽ ức chế hoạt động của PPI, nó sẽ không làm mất cái hoạt động, cái chuyện cái active của cái thằng PPI, nên sẽ uống một viên vào buổi tối trước khi ngủ. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng, đôi khi em xài Nexium
Thế là thay vì mình nhắm cái ca này mình xài nhất 40 mg sáng 1 viên chiều 1 viên, hoặc là Pariet sáng 1 chiều 1, mình thấy cái số tiền của nó quá lớn đúng không ạ? Nếu mình xài 2 viên mà hài hàng xịn quá thì lúc nó lên đến 40-50 ngàn, mà mình không cho buổi tối thì mình lại không an tâm vì bệnh nhân này có các triệu chứng buổi tối rất là nhiều, ban ngày cũng có nhưng tối buổi nhiều. Thì thường thường đôi khi lâm sàng em sẽ thấy tôi cho là 1 viên PPI hàng xịn vào buổi sáng và 1 viên ức chế thụ thể H2 vào buổi tối trước khi đi ngủ. Viên ức chế thụ thể H2 vào buổi tối trước khi đi ngủ thì H2 nó hiệu quả nó rất là nhanh mấy em. PPI hiệu quả rất là chậm, nhưng ức chế thụ thể H2 nó hiệu quả rất là nhanh, khoảng 2 tiếng mấy 3 tiếng là nó có hiệu quả maximum rồi. Thành ra nó muốn giảm triệu chứng nhanh á, là cái thằng ức chế thụ thể F2 nó vượt trội hơn thằng PPI. PPI nó không khởi phát, nó khởi phát để nó giảm với tiết toan không có nhanh đâu. Thành ra một viên PPI buổi tối á, thì nhiều lúc buổi tối á, buổi tối đầu giờ tối bệnh nhân vẫn có thể là vẫn có các triệu chứng trào ngược. Nhưng mà mấy em nhớ khi sử dụng ức thuốc ấy, thuốc ức chế thụ thể H2 này á, nó có cái hiện tượng mà prophylaxis, nó có hiện tượng. Mấy em sử dụng khoảng 1-2 tuần thôi, 2-3 tuần, 4 tuần thôi, mấy em xài một hồi mình thấy không còn hiệu quả gì nữa. Có cái hiện tượng lần, nó có hiện tượng lần thuốc. Còn ra cái PPI á, cái PPI thì nó không có hiện tượng lần, nhưng mà cái thằng ức chế thụ thể H2 này nó dễ bị hiện tượng đó lắm. Thành ra đôi khi mình xài một thời gian là mình ngưng, mình ngưng một thời gian rồi thì mình xài lại nha, chứ xài liên tục luôn mấy tháng trời đó là dây sau nó không còn hiệu quả gì hết. Cái này là cái nghiên cứu họ thêm cái PPI vào những cái người mà bị breakthrough bùng phát acid về đêm, thì ban đêm họ thấy có những cái cơn trào ngược ha, và bệnh nhân có triệu chứng về ban đêm mặc dù mình đã sử dụng PPI 2 lần một ngày rồi. Tiếp đi ạ. Cái mà dung nạp thuốc kháng thể H2 này là nó cũng nó, khi mà một loại thì nó cũng ảnh hưởng luôn những loại khác luôn đúng không? Nghĩa là đúng cái này dung nạp thì cái kia nó cũng dung nạp. Đúng rồi. Thành ra mình phải có một cái khoảng thời gian mình ngưng rồi mình xài lại. Và cái prokinetic thì giống như cái slide mà ở phía trên em trình bày á, và cái hiệu quả điều trị và ngắn hạn của viêm thực quản trào ngược đó, thì trong đó có kết luận tập prokinetic nó không tốt hơn placebo trong đành loét. Nhưng mà trong một cái nghiên cứu được public vào năm 2021 mà mới của Linh Tiên Si á, trong cái hiệu quả điều trị của việc kết hợp prokinetic với PPI á, một cái meta analysis thì người ta thấy rằng á, nếu mà thêm prokinetic vào cái PPI sẽ cải thiện triệu chứng so với đơn trị PPI. Do đó có thể là nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên kết hợp này á, chỉ nâng cao cái chất lượng cái cảm giác của bệnh nhân thôi, còn cái tác dụng trong việc chữa lành niêm mạc á, hầu như là không có tác dụng đáng kể. Dạ, thì giờ cái vị trí của prokinetic chỉ là một cái thuốc có thể mình kết hợp thêm vào cái PPI để nâng cao cái cải thiện triệu chứng của bệnh nhân là chủ yếu ạ. Nó vừa cải thiện triệu chứng, nó vừa cải thiện chất lượng cuộc sống. Thì cái prokinetic này khi mình sử dụng á, thì mình phải lưu ý một số vấn đề. Ví dụ như mấy em sử dụng những cái motilium á, mà kéo dài ngày trên bệnh nhân có tim mạch thì phải cẩn thận chút xíu. Nếu mấy em sử dụng nên chọn cái nhóm mà nhóm mới sau này là Ibutop, nó là cái Mosapride hoặc là Etopride nha. Thì nó cái thường thường mình xài mấy cái motilium đôi khi bệnh nhân sẽ có cái triệu chứng chảy sữa nữa. Nhiều lúc mình cho mình không để ý bệnh nhân tự nhiên có triệu chứng chảy sữa, họ rất là lo. Thì cái prokinetic này thường thường đó, nếu mà trên bệnh nhân mà nó có những cái triệu chứng á, của đầy bụng khó tiêu này, đầy hơi khó tiêu, chậm tiêu thì các em xài rất là tốt. Năm em kèm theo thì nó làm tăng, cái này là tăng nhu động dạ dày. Thì em xài theo, nhưng mà khi mình sử dụng mình cho bệnh nhân là cái này, những cái thuốc này thường là cho uống trước khi ăn luôn đó em. Uống trước bắt buộc ăn. Thì khi uống những cái thuốc này lưu ý là đôi khi có những bệnh nhân họ sẽ bị tiêu chảy đó nha. Thành ra đôi khi á, bệnh nhân đang tiêu chảy mà cúc thêm thuốc này vô là xong luôn đó. Thành ra khi phải hỏi kỹ. Hỏi kỹ, nếu bệnh nhân mà bón thì em cho vô rất là sướng, nhấn đi cầu được, nhưng bệnh nhân đã tiêu chảy rồi thì khi em cho prokinetic em phải rất là cẩn thận vì nó tăng lên cái tiêu chảy. Tiếp đi. Về các sulcraft, và các sulcraft thì đây là nói về cái hiệu quả của một cái sulcraft mới hiện giờ trong một cái bài đăng trên tạp chí của Coulot năm 2020 á, thì người ta nói là hiệu quả của cái sulcraft mà phân cực cao á, thì cái tỷ lệ của nó so với là cái sulcraft thế hệ mới
ấy là hơn gấp 7 lần trong nếu mà cái niêm mạc thực quản bình thường. Còn nếu mà cái niêm mạc thực quản có bị viêm hay loét á thì cái tỷ lệ của cái Superfast thế hệ mới này á nó mạnh gấp 2-3 lần so với lại cái Superfast cũ là chỉ có 1,5 lần thôi. Và người ta đưa kết luận là những cái tương tác Superfast và Mucin, nghĩa là Superfast tỷ lệ thân thực cao này có hiệu quả rất là cao, được bởi hiệu quả được tạo bởi những cái liên kết hydro thoáng qua, bảo vệ được tế bào có ý nghĩa mạch sinh học ở những bệnh nhân bị viêm thực quản do gợt và nọt. Thì cái Superfast thế hệ mới này thì của mình là mà có chưa, em cũng chưa có ít thì xài cái này không có xài, cho nên là em không biết như thế nào ạ. Mình á, cái Superfast nó ở vai trò như vậy nè. Superfast em đó là một cái chất bảo vệ tế bào nha, đó là một cái chất bảo vệ tế bào. Chứ cái Superfast đa số bác sĩ mình cứ hiểu nhầm Superfast là antacid là nó sai, nó không có antacid gì hết, nó không có tác dụng trung hòa acid cũng như là giảm tiết acid gì hết á, mà nó có chất tác dụng là bảo vệ tế bào. Nó có nhiều cơ chế lắm, tức là nó phủ ở trên cái những cái bề mặt loét, nó phủ lên trên để nó làm lành các che chắn bớt những cái tấn công của những cái của acid hoặc là pepsin hoặc là bùn mật vân vân. Và nó còn có những cái cơ chế khác nữa là ví dụ tăng sinh mạch máu hay vân vân gì đó để nó làm lành tổn thương. Thành ra cái Superfast này á mình cũng điều trị trên viêm giáp dạ dày tá tràng luôn, điều trị trên gợt được luôn. Nhưng mà cái Superfast này á thì em điều trị ví dụ gợt đi, mà gợt mà không phải do tăng tiết acid, ví dụ như gợt là do ví dụ mấy em thấy có viêm teo có gợt mà trào lên là đắng miệng chủ yếu là mập, thì mấy em Superfast rất là ok, tại nó không có phải là cái chất tiết acid. Nhưng cái Superfast nó có cái vai trò gì, mấy cái Superfast là cái Superfast high potency. Mình chưa có cái loại này đâu, mình có cái Superfast mà loại thường thôi. Thì cái Superfast hiện nay được khuyến cáo là chọn lựa hàng đầu trên phụ nữ có thai, trên bệnh nhân phụ nữ có thai bị gợt nha. Phụ nữ có thai bị gợt, thuốc được chọn lựa hàng đầu là Antacid và Superfast, nhớ vậy. Và Superfast này là cái thuốc mình hỗ trợ thêm cho những cái gợt thường thôi, chứ nó không được xem là cái thuốc chọn lựa trong điều trị gợt đối với các cây lai. Nhưng mà hiện nay đối với Superfast thì có thể cho, tùy mấy em vẫn có cho Superfast được với những cái tình huống mà trào ngược không phải là acid hoặc là hỗ trợ thêm với cái trào ngược thông thường. Thì cái Superfast này nó có một cái đặc điểm là nó là một hồ rất, nó là một cái tiềm chất, do đó nó không, em phải cho nó uống trước khi ăn để nó được hợp hóa nha. Chứ cái Superfast không phải cho uống sau ăn, như vậy Superfast là một thuốc loại em cũng phải cho uống khi ăn, giống như là PPI vậy đó. Uống chung PPI chẳng sao hết, tại vì cái PPI nó chỉ sợ cái chất chế acid thôi. Người ta thấy rằng cái Superfast này nó hiệu quả của nó tương tự như ức chế thụ thể H2 ha? Nhưng mà đương nhiên là hạn chế hơn nhiều so với PPI rồi. Ưu tiên cho phụ nữ có thai ha? Em nhớ phụ nữ có thai thì không xài được cái PPI nha. Không có xài được cái PPI. Dạ rồi. Superfast mà xài là xài trước 3 bữa ăn, và thậm chí xài 4 tử luôn nha. Mấy em có thể xài luôn buổi tối trước khi ngủ đó. À, và một cái thuốc mà sẽ được điều trị gợt nữa là cái baclofen. Thì trong một cái bài báo của năm 2014 và hiệu quả của baclofen đó là một cái meta analysis luôn đó, thì họ kết luận rằng nó có rất nhiều những cái bằng chứng gợi ý rằng cái baclofen nó có thể là nó có hiệu quả trong điều trị bệnh nhân gợt. Tuy nhiên là nó cần một nghiên cứu lớn hơn, nghĩa là cái hiện giờ cái hiệu quả của baclofen là đối với những nghiên cứu nhỏ người ta thấy là có hiệu quả, nhưng mà người ta vẫn không có chắc lắm. Thì thực tế là em cũng chưa có dám xài cái nhóm này ở trên, em cũng có nhiều bài báo là nói là xài baclofen mà em không có kinh nghiệm gì xài cái baclofen này á cô. Thì nó có hiệu quả rõ không, mà mình có nên xài không ạ? Baclofen là cái bước cuối cùng, tức là thua hết rồi. Xài cái gì rồi mà nó cũng còn hiệu quả gì nữa hết. Nó có tác dụng, baclofen là nó là GABA-B agonist. Nó là giảm cái giãn cơ thắt thực quản qua đến 40-60%, giảm trào cơn trào ngược 40-mấy%, tăng áp lực cơ thắt thực quản dưới, tăng tốc độ làm trống dạ dày, giảm triệu chứng trào ngược không do acid nha. Baclofen là cơ chế chính của nó luôn, đánh ngay cơ chế chính luôn, không có liên quan đến giảm tiết acid gì hết. Cái PPI của mình mà chỉ đánh cái cơ chế là gì? Do acid nó trào lên, cái niêm mạc thực quản nó không chịu được, nó bị nó gây ra triệu chứng, nó gây tổn thương. Bây giờ tôi trung hòa acid, tôi chấp nhận trào lên, đúng mà, nhưng mà trào lên thì nó không gây tổn thương, nó chỉ có trễ thôi. Còn thằng baclofen này là nó giảm trào lên luôn, nó giảm trào lên. Do đó tất cả những cái trào ngược mà không phải do acid thì vai trò baclofen rất là lớn ha, hoặc là những cái
gợt gọi là kháng trị mà em thua rồi, mấy không còn cái phương tiện nào để điều trị nữa hết, thì lúc đó mấy em hãy xài tới cái baclofen. Thực tế lên lâm sàng chỉ có một số nhỏ bệnh nhân là tôi xài baclofen thôi nha, mà xài baclofen bắt đầu từ liều rất là thấp, tức là 50 mg, viên của nó là 10 mg, 5 mg một viên nhân 2 hoặc nhân 3, hoặc là đôi khi tôi chỉ xài buổi tối, thì là cái baclofen người ta thấy nó có hiệu quả như vậy. Nhưng mà khi mấy em mà không có kinh nghiệm thì mấy em nhiều lúc em chưa xài hết hiệu quả mà mấy em xài baclofen, thì tại vì người ta sợ đó là tác dụng phụ nhiều thôi, chứ thực sự cái tác dụng phụ thằng này nếu mà em sử dụng cái liều nó đúng thì nó cũng không có sợ lắm. Là mình uống trước ăn hay là sao? Baclofen thì không cần trước hay sau ăn, cái đó thì mấy em coi lại coi cô cũng ý mà thường cô cho uống. Dạ. Thì đó là cái điều trị về nội khoa của bà của gợt. Thì hiện nay về cái việc mà điều trị phẫu thuật và thủ thuật để điều trị gợt cũng đang được raise lên rất là nhiều. Thì khi nào mà mình sẽ cân nhắc đến cái việc mà đưa bệnh nhân tiến hành phẫu thuật và thủ thuật để điều trị gợt, khi bệnh nhân có những cái triệu chứng phụ, có những cái phản ứng phụ khi mà dùng, thường nói những bệnh nhân dùng BVI lâu kéo dài quá là nhiều rồi, bệnh nhân tuân thủ kém, bệnh nhân không có thích về cái việc mà dùng cái thuốc lâu dài như vậy, bệnh nhân có những cái triệu chứng của thoát vị hoành, bệnh nhân không thích sử dụng thuốc mà giờ muốn chữa một lần dứt ngay, bệnh nhân có một cái bất thường test pH dạ dày mặc dù đã dùng cái liều BVI tối đa, bệnh nhân có cái triệu chứng tương quan với lại cái trào ngược không axit trong khi dùng BVI tối đa, nghĩa là lúc này là cái vấn đề là trào ngược bệnh nhân chủ yếu không phải do axit mà do những cái chất khác trong dạ dày, thì mình sẽ nghĩ đến cái vấn đề có thể chỉ định bệnh nhân đi tiến hành phẫu thuật hoặc thủ thuật. Cái phẫu thuật cái thủ thuật ở Việt Nam mình nó hiếm, ít lắm, ít làm lắm, thường nó áp dụng cho những cái trào ngược nặng, thường đa số ở nước ngoài là nhiều hơn, chứ ở Việt Nam thì em sẽ thấy rất là hiếm ha, đa số mình điều trị nội khoa là nó thành công thôi. Đối với những cái trường hợp mà thoát vị hoành là cũng phải can thoát vị hoành, chứ vì nó thoát vị hoành vị hành lớn. Thì đó em sẽ nói sơ và các loại phẫu thuật, thì lúc trước có những phẫu thuật Allison, Borema, Anshotic thì giờ không xài nữa, bây giờ thịnh hành nhất là cái phẫu thuật Nissen, là cái phẫu thuật mà dùng cái một phần của dạ dày người ta mổ, người ta bao chặt lại cái tâm vị lại, làm cho cái chất trung thực dạ dày nó không có trào lên, và dùng cái và cái phẫu thuật là dùng cái vòng Lynx. Và trong cái nghiên cứu và cái điều trị phẫu thuật thì người ta thấy rằng là bệnh nhân mà trước khi mà muốn phẫu thuật đó là phải đo cái pH test trước khi tiến hành cái phẫu thuật, và toàn bộ bệnh nhân phải đo cái nhu động của dạ dày phân giải cao trước khi mà tiến hành phẫu thuật để loại trừ những cái co thắt tâm vị hoặc là những cái rối loạn vận động thực quản khác. Thì trong một cái nghiên cứu beta analysis năm 2017 thì thấy rằng là cái xử lý và phẫu thuật ở bệnh nhân gợt nó hiệu quả hơn là điều trị nội trong cái đáp ứng ngắn hạn và trung hạn luôn ạ. Và có nghiên cứu năm 2015 và cũng về cái điều trị bao đáy vị, và cái nghiên cứu năm 2016 về cái kiểm soát 5 năm sau khi mà điều trị phẫu thuật cái trào ngược so với cái điều trị esomeprazole kéo dài á, thì người ta thấy rằng có hiệu quả nhưng mà không có chắc là cái lợi ích của việc so với cái lợi ích với cái hại hay cái nào hơn đối với việc là mình dùng cái điều trị so với BBI dài hạn, nên cần có những nghiên cứu lớn hơn, có nghĩa là ngắn hạn và trung hạn thì thấy là hiệu quả của phẫu thuật là hơn rồi đó, nhưng mà về dài hạn thì họ không chắc là nó có tốt hơn BBI hay không. Thì có một cái phẫu thuật đó là cái phương dùng vòng Lynx đã được FDA công nhận tháng 3 2012, là dùng một cái vòng mà làm bằng titan, nó có từ tính á, thì nó sẽ bao vòng cái chỗ tâm vị này, thì khi mà bởi vì nó có từ tính nên sẽ nó sẽ co giãn đồng đều với nhau, và nó sử dụng như là một cái hỗ trợ cơ thắt thực quản dưới tránh cái thức ăn trào ngược lên. Còn có thủ thuật nội thực quản là sao, có nghĩa là người ta đưa một không cần mổ, cũng không dùng nội khoa, mà ta đưa vào một cái đường nội soi vào, và người ta sẽ dùng cái chất đốt ở cái phần tâm vị thành những cái vết sẹo bên trong cái thực quản này nè, và khi mà hình thành những cái vết thương nhỏ như vậy thì khi mà nó lành nó tạo thành những cái vết chai sơ, và những cái này nó sẽ hỗ trợ thêm với lại cái cơ thắt thực quản dưới để ngăn cho cái việc mà chất trong dạ dày trào ngược lên thực quản. Và người ta chứng minh trong cái nhiều nghiên cứu từ năm 2001 đến 2005 thì ta thấy rằng hiệu quả khá là cao. Dạ, thì cái đó là nói sơ về cái phần phẫu thuật và cái phẫu thuật dành cho gợt. Và tóm lại cuối cùng đã tiếp, nếu mà tiếp cận bệnh nhân đầu tiên là bệnh nhân điều trị gợt đó, thì mình sẽ dựa vào cái up to date 2021, nghĩa là khi mình đánh giá bệnh nhân, mình nghi ngờ bệnh nhân là gợt
nếu mà chẩn đoán bệnh nhân là gọt thì mình sẽ phân rằng là hai nhóm, là nếu bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc là trung bình thôi, có nghĩa là những cái triệu chứng của gọt ít hơn 2 lần một tuần và không có cái dấu của cái viêm tổn thương thực quản trong nội soi là nhóm thứ nhất. Nếu còn nhóm thứ hai là bệnh nhân có viêm thực quản, bệnh nhân có Barrett thực quản, có cái họ có và hoặc là có triệu chứng thường xuyên hơn 2 lần một tuần hoặc có những triệu chứng nặng mà nó ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, thì đó là hai nhóm bệnh nhân. Đối với nhóm bệnh nhân nhẹ và trung bình á, thì mình sẽ khởi đầu tiên vẫn là kiểm soát lối sống, thay đổi cái cách ăn uống. Mình có thể khởi đầu với một cái liều thấp thuốc ức chế thụ thể H2, mình có thể dùng antacid, có thể kết hợp hay không cần kết hợp thêm anginat nếu triệu chứng dưới một tuần, và mình đánh giá lại cái đáp ứng sau 4 tuần. Dạ, dưới một lần một tuần, và mình đánh giá cái đáp ứng triệu chứng này sau 4 tuần. Còn đối với cái nhóm nặng á, thì điều chỉnh lối sống vẫn là bắt buộc, cả hai nhóm đều phải chỉnh lối sống hết. Mình khởi đầu luôn với cái BBI liều chuẩn một lần một ngày. Nếu mà triệu chứng vẫn tiếp tục dai dẳng thì mình phải đánh giá lại tuân thủ. Cái tuân thủ hiện nay của bệnh nhân đó là cái vấn đề chính, là rất là nhiều khi bệnh nhân không có tuân thủ tốt. Và cái điều chỉnh lối sống bệnh nhân, coi bệnh nhân có thực hiện tốt cái điều chỉnh lối sống hay không. Bởi vì người ta cứ nghĩ là những khi uống thuốc là được rồi, còn cái lối sống người ta rất là coi nhẹ. Và nếu mà vẫn dai dẳng như vậy thì mình sẽ cân nhắc và xử trí như một cái gợt kháng trị. Thì cái gợt kháng trị chúng em sẽ nói. Còn cái nhóm nhẹ, nếu mà đánh giá sau 4 tuần đó, mà vẫn còn triệu chứng dai dẳng nữa, thì mình sẽ nâng liều kháng thụ thể H2 tới liều chuẩn 2 lần một ngày và đánh giá đáp ứng sau 2 tuần nữa. Nên mình cho phép là 4 cộng 2 là 6 tuần. Nếu mà triệu chứng cải thiện thì mình cũng tiếp tục thay đổi, giữ cái lối sống tốt như vậy. Mình chuyển thành H2RA ban đêm. Nếu triệu chứng nó tái phát nữa, nếu triệu chứng mà nó tái phát xuất hiện trên 3 tháng sau khi ngưng cái thuốc ức chế axit thì mình sẽ tiến hành điều trị một cái quy trình 8 tuần trước khi mà cái kết luận tiếp tục một cái điều trị 8 tuần nữa. Còn nếu mà triệu chứng tái phát trong vòng 3 tháng sau khi mình ngưng H2RA thì mình sẽ nội soi kiểm tra lại để mình loại trừ coi thật sự có phải là chẩn đoán gọt hay không, để khẳng định chẩn đoán thành lửa. Nếu mà trước đó mình không có nội soi và mình sẽ tiếp tục một cái điều trị lâu dài hơn, tiếp tục có điều trị axit nữa. Còn cái nhóm mà nếu mà triệu chứng mà dai dẳng thì mình sẽ ngưng, không có dùng H2RA và mình sẽ khởi đầu điều trị BBI liều thấp một lần một ngày, đánh giá đáp ứng từ 4 đến 8 tuần. Nếu mà triệu chứng cải thiện thì mình sẽ giảm liều BBI hoặc là mình ngưng BBI khi mà bệnh nhân không có triệu chứng vòng 8 tuần. Trừ khi bệnh nhân có viêm thực quản hay là bệnh nhân có viêm thực quản nặng hoặc bệnh nhân có Barrett thì mình sẽ cân nhắc dùng BBI lâu dài luôn với cái liều thấp nhất có hiệu quả. Còn nếu tái phát nữa thì mình sẽ làm giống y chang như lần trước. Còn nếu bệnh nhân có triệu chứng dai dẳng thì mình sẽ chuyển sang tiếp tục dai dẳng nữa thì mình sẽ đánh giá lại cái tuân thủ điều chỉnh lối sống và xử trí như một cái gợt kháng trị luôn. Dạ, thì đó là cái bước tiếp cận ban đầu của một cái điều trị gợt. Cái gợt đó thì theo cái guideline mà WHO 17 á, này là của thằng UpToDate 2021 thì nó không có, đợi chị chút xíu.
rồi rồi. Theo cái để cô nói tiếp theo cái hướng dẫn của guideline á thì là nó không có bất đồng bằng bằng à, nó chia làm tùy cái vùng. Ví dụ như nếu mà cái vùng đó là cái địa phương đó là cái quyền lực nó thấp hạn chế thì nó cũng bắt đầu giống như là object, tức là bắt đầu bằng antacid arginate, tức là gaviscon đó, ức chế thụ thể H2, rồi PPI liều một lần một ngày rồi đến hai lần một ngày. Nhưng những cái vùng mà có cái nguồn lực cao thì mấy em có thể bắt đầu bằng PPI liều một lần một ngày. Đợi đợi chị chút xíu. Em không nghe gì hết cô ơi. Tại cô đang có điện thoại. Thì mấy em có thể xài nha. Ở mình mấy em có thể bắt đầu bằng PPI luôn đi. Có thể PPI trừ những cái trường hợp mà nó nhẹ quá thôi. Còn bắt đầu PPI liều chuẩn thì thời gian điều trị nó khuyến cáo của mình là 8 đến 12 tuần. 8 đến 12 tuần một đợt, có nghĩa là khi điều trị phải nói bệnh nhân á là uống mà bổ ổn á là phải kéo dài 8 đến 12 tuần rồi mới ngưng, rồi mới đánh giá lại là giảm liều xuống, hoặc là mình ngưng luôn nếu bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn. Rồi sau đó nếu mà nó tái phát triệu chứng trở lại thì mình mới tính cái chuyện là mình duy trì liều thấp nhất có hiệu quả, hoặc là mình điều trị theo nhu cầu. Chứ đừng đa số mấy em điều trị mấy em không có để ý, mấy em cho 4 tuần bệnh nhân ổn là bệnh nhân khỏi uống thuốc luôn, thậm chí uống 2 tuần thấy khỏe quá rồi ngưng luôn. Mà khi ngưng như vậy nó bùng phát axit tiết trở lại còn nhiều hơn nữa. Nó bùng phát trở lại, tức là axit nó sẽ bùng phát nó tiết trở lại nhiều hơn nữa. Thành ra khi điều trị một đợt tối thiểu là 8 tuần lễ nha mấy em, tối thiểu là 8 tuần lễ. Nhưng mà sau 4 tuần mình có thể đánh giá lại cái đáp ứng. Mình có thể đánh giá lại đáp ứng, nhưng mà theo guideline của WGO của toàn cầu là phải 8 tuần lễ thôi, chứ đừng có ngưng sớm quá như cái thật của thằng ấy là nó cho 4 tuần đó. 4 tuần thì thường thường mấy em giảm liều thôi, chứ mà em phải đánh giá lại. Đừng có bao giờ ngưng sớm hết, ít nhất là 8 tuần lễ, còn có thể kéo dài từ 8 đến 12 tuần. Còn những cái nơi có nguồn lực cao á, thì nó có sẽ sử dụng cái MER, tức là Modified Release, phóng thích chậm á. À, mình cái thuốc đó nó mắc tiền, thành ra những cái nước mà có gọi là medium thôi á, thì mình có thể sử dụng ở cái liều một lần một ngày. Thì như vậy mấy em cứ vô bệnh nhân như vậy nè, đơn giản nhất là mấy em có thể sử dụng PPI phối hợp luôn với antacid hoặc là sử dụng arginate. Arginate thì nó có một cái tác dụng như vậy này mấy em, tắt arginate thì nó làm một cái hàng rào chắn ngang, đơn giản là hàng rào chắn ngang giữa dạ dày với thực quản, nó chống trào ngược lên thôi, chứ nó không có tác dụng trung hòa axit. Nhưng mà cái arginate gaviscon một loại màu hồng á, nó có nồng độ carbonate nó cao á, natri carbonate cao thì nó có thể có tác dụng antacid. Nhưng mà đa số cái arginate mình cho uống lâu dài, mình cho uống với màu xanh thì nó chỉ có tác dụng điều trị trào ngược thôi. Thì uống 3 lần sau 3 bữa ăn, uống 3 lần một ngày sau 3 bữa ăn chính ha, trong vòng 1 tiếng và một buổi lần buổi tối trước khi đi ngủ. Đặc biệt em uống buổi tối trước khi đi ngủ rất là tốt,
những cái trào ngược vào buổi tối trước khi ngủ thì mấy em cho uống arginate hoặc một viên prokinetic, một viên ức chế thụ thể H2 nữa thì nó rất là hiệu quả cho bệnh nhân. Nếu mà cần bệnh nhân mất ngủ thì uống thêm melatonin nữa để giảm cái triệu chứng về ban đêm, vì triệu chứng ban đêm nó rất là khó chịu. Chắc là trình tới đây mình ơi, bữa nào tiếp đi, tại vì hiện tại chị đang bận cái công việc của khoa, đang điều hành cái ấy, nó đang gọi điện thoại liên tục nên chắc cái bạn ở đây ha, có gì chị sẽ gửi cái bài lên trên ấy cho các em, bữa nào mình sẽ trình tiếp nha. Dạ em còn phải gọi kháng trị tí xíu nữa rồi. Dạ bữa sau. Dạ em chào cô. Dạ em.